Xin kính chào quý bà con, quý cô bác anh chị các bạn đang xem kênh. Thì hôm nay là thứ hai ngày 15 tháng 8 năm 2022, thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật sơ qua tình hình Minh Thái hôm nay ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khu vực miền Đông, khu vực Tây Nguyên cho quý bà con, quý cô bác anh chị các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật tình hình giá mít thì hàng ngày hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật tình hình giá cả của một số loại nông sản khác trên kênh. Quý bà con, quý cô bác, quý anh chị nào có xem kênh có quan tâm đến giá mít hay một số loại nông sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Kính thưa quý bà con, thì tình hình giá mít Thái sáng hôm nay thì giá tạm thời giá cũng không có biến động gì nhiều so với ngày hôm qua. Hy vọng là trong thời gian sắp tới thì giá có thể ổn định và có thể tăng mạnh trở lại. Vì hiện nay thì lượng mít đang tới lứa, đang thu hoạch thì còn rất là ít. Ở khu vực Vĩnh Long thì sáng hôm nay thì kem lớn là 17, kem nhỏ là 7 và mít chợ kem 3 là 3.000 đồng một ký. Khu vực Cần Thơ thì kem lớn là 17, kem nhỏ là 7 và mít kem 3 là 3.000 đồng một ký. Khu vực Đồng Tháp thì kem lớn là 17, kem nhỏ là 7 và mít kem 3 là 3.000 đồng một ký. Khu vực An Giang thì kem lớn là 17, kem nhỏ là 7 và mít kem 3 là 3.000 đồng một ký. Còn khu vực Hậu Giang thì kem lớn là 17, kem nhỏ là 7 và mít kem 3 là 3. Ở khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang thì mít chợ hiện nay đang nằm ở giá đồng từ 2.000 đến 2.500 đồng một ký. Còn khu vực Long An và khu vực Tiền Giang thì ở khu vực Long An kem lớn là 17, kem nhỏ là 7 và mít kem 3 là 3. Còn khu vực Tiền Giang thì kem lớn là 18, kem nhỏ là 8 và mít kem 3 dao động từ 3.500. Mít ở khu vực Tiền Giang thì lúc nào cũng cao hơn những khu vực khác, như khu vực Tiền Giang thì tập trung rất là nhiều dừa mít. Còn khu vực Bình Dương thì kem lớn là 15, kem nhỏ là 5 và mít chợ là 1.500 đến 2.000 đồng một ký. Khu vực Bình Dương thì kem lớn là 15, kem nhỏ là 5 và mít chợ là 2.000 đồng một ký. Khu vực Đồng Nai thì kem lớn là 15, kem nhỏ là 5 và mít chợ dao động từ 1.500 đến 2.000. Khu vực Vũng Tàu thì kem lớn là 15, kem nhỏ là 5 và mít chợ đang có mức giá động từ 1.500 đến 2.000. Còn khu vực Tây Nguyên thì kem lớn là 14, kem nhỏ là 5 và mít chợ là 1.500 đồng một ký. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc cho toàn thể quý bà nông dân, quý chị các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc.